Nước tiểu có màu này phải đi khám ngay còn kịp. Cẩn thận kẻo ung thư, gan thận đang kêu cứu. 1. Nước tiểu màu cam. Nguyên nhân gây ra là do bạn sử dụng các loại thực phẩm màu cam. Trong cơ thể của bạn đang có chứa tỷ lệ cao của caroten. Ngoài ra, thuốc kháng sinh, thuốc hóa trị liệu, thuốc nhuận tràng, thuốc làm loãng máu và thậm chí cả các loại thuốc điều trị nhiễm trùng đường tiết niệu có thể gây ra nước tiểu có màu cam. Bạn cần tham khảo ý kiến của bác sĩ. Hãy mang theo loại thuốc đang uống đến bác sĩ và hỏi thật chi tiết. Nước tiểu có màu cam là bạn cần tham khảo ý kiến của bác sĩ. 2. Nước tiểu màu vàng rơm. Chỉ cần một chú ý nhỏ khi đi tiểu về màu sắc, mùi nước tiểu là bạn cũng có thể biết về sức khỏe của mình. Thông thường, nước tiểu của người khỏe mạnh thường màu vàng rơm hay vàng ánh sáng và mùi. 3. Nước tiểu màu xanh hay xanh lá cây. Phẩm màu trong một số loại thực phẩm nhất định hoặc một số loại thuốc có thể đào thải qua đường nước tiểu với màu xanh khi cơ thể bạn không thể hấp thụ trong quá trình tiêu hóa. Ví dụ, ăn quá nhiều măng tây có thể khiến nước tiểu của bạn mang màu xanh lá cây. Tuy nhiên, trong một số trường hợp, nước tiểu xanh lá cây cảnh báo nhiễm khuẩn Proteus, một dạng nhiễm trùng đường tiết niệu gây ra sỏi thận. Nếu bạn thấy nước tiểu màu xanh lá cây mà không hề ăn thực phẩm nào nghi ngờ gây ra màu sắc đó, hãy đi khám bác sĩ. 4. Nước tiểu màu nâu. Nếu nước tiểu của bạn có màu nâu sẫm như nước trà đậm, nó có thể là dấu hiệu của suy thận hoặc bệnh gan hay rối loạn chức năng gan. Nước tiểu màu nâu nhẹ có thể được gây ra do ăn nhiều rhubarb hoặc quả đậu. Một số loại thuốc có thể làm cho nước tiểu màu nâu như thuốc nhuận tràng, thuốc giãn cơ, thuốc chống sốt rét và một số loại thuốc kháng sinh. 5. Nước tiểu màu cam. Nước tiểu có màu cam có thể do các loại thuốc gây ra, ví dụ như thuốc kháng sinh rifampicin, các thuốc giảm đau phenazopiridine, thuốc sulfasalazin điều trị viêm khớp, hội chứng ruột kích thích, một số thuốc nhuận tràng. Các chất dùng trong hóa trị cũng có thể làm nước tiểu chuyển màu cam, có thể do cơ thể bị mất nước. Một số tình trạng bệnh lý cũng có thể thay đổi nước tiểu của bạn thành màu cam. Đó có thể là một dấu hiệu của vấn đề liên quan đến ống mật hoặc gan, đặc biệt là nếu phân của bạn cũng có màu nhạt hơn. Nếu bạn đang điều trị bệnh gan, hãy nói chuyện với bác sĩ về những thay đổi trong màu nước tiểu của bạn để được tư vấn cụ thể hơn. 6. Nước tiểu màu đỏ hồng. Nước tiểu màu đỏ chỉ ra rằng bạn có thể đang bị nhiễm trùng, ung thư, bệnh thận, thận hoặc sỏi bàng quang hoặc bệnh gan. Tuy nhiên, nó cũng có thể được gây ra bởi thuốc gây mê, thuốc nhuận tràng và một số loại thuốc chống loạn thần. Ngoài ra, giống như với thay đổi màu sắc khác, nó có thể là do thực phẩm đa dạng, hoa quả và củ cải đường. Nó cũng có thể là một dấu hiệu cho thấy bạn bị nhiễm thủy ngân mạn hoặc nhiễm độc trì. Liên quan đến máu, các yếu tố có thể gây ra tiểu máu bao gồm chấn thương, tắc nghẽn hệ niệu, nhiễm trùng đường tiết niệu, bệnh thận, phì đại tiền liệt tuyến, ung thư, tiểu porphyria, một rối loạn di truyền hiếm gặp của các tế bào hồng cầu, thiếu máu tán huyết nội mạch cấp, trong nước tiểu chứa chất gọi là hemoglobin niệu. Chấn thương cơ nghiêm trọng làm tăng myoglobin và chất này thải qua nước tiểu. Trong trường hợp bạn có nước tiểu màu đỏ hay hồng thì cần phải đi khám sớm để tìm ra nguyên nhân và được sự giúp đỡ kịp thời của bác sĩ. 7. Nước tiểu trong suốt. Nước tiểu trong suốt cho thấy bạn đã uống nhiều hơn lượng nước khuyến cáo hàng ngày. Nhu cầu nước hàng ngày là 1,5 đến 2 lít nước. Mặc dù uống nhiều nước thì tốt, nhưng uống quá nhiều nước có thể làm cơ thể mất đi các chất điện giải. Chỉ thỉnh thoảng nước tiểu trong suốt thì không cần phải lo lắng. Nhưng tình trạng này luôn luôn xảy ra cho thấy rằng bạn cần phải cắt giảm lượng nước uống hàng ngày. Một khi bạn chắc chắn mình không uống quá nhiều nước nhưng nước tiểu vẫn rất nhiều và không màu thì có thể là dấu hiệu của bệnh đái tháo nhạt. Trong trường hợp này, bạn hãy đến ngay bệnh viện để được xét nghiệm kiểm tra kỹ càng hơn. 8. Nước tiểu mờ hoặc đục. Nguyên nhân có thể là dấu hiệu của nhiễm trùng đường tiết niệu hoặc sỏi thận.
triệu chứng của một số bệnh mãn tính và bệnh thận. 9. Nước tiểu có màu vàng sậm, nâu. Nếu nước tiểu của bạn có màu sậm đen như màu nước trà đá, đó là một dấu hiệu cho thấy cơ thể đang bị mất nước, khiến thận sản sinh ra nước tiểu đậm đặc hơn, trái ngược với nước tiểu loãng. Bạn cần phải kiểm tra nước tiểu nếu màu sắc nước tiểu quá tối, đặc biệt là sau khi bạn uống nước mà vẫn không thuyên giảm thì có thể liên quan đến vấn đề sức khỏe khác. Đây có thể là dấu hiệu của chứng xuất huyết trong thận. Khi đó, bạn có khả năng đang bị nhiễm trùng, bệnh thận hay thậm chí cả ung thư. Các dấu hiệu khác của nước tiểu bạn cũng nên đi khám ngay. 1. Cảm giác bỏng rát khi đi tiểu. Đôi khi bạn không để ý đến màu sắc nước tiểu, nhưng chắc chắn sẽ khó bỏ qua cảm giác tiểu rát. Tình trạng này có thể là do nhiễm trùng đường tiểu UTI gây ra hoặc do các bệnh lây truyền qua đường tình dục như bệnh chlamydia, bệnh lậu. Tình trạng này thường là nhiễm trùng do vi khuẩn ở đường tiết niệu gây ra. 2. Nước tiểu có mùi ngọt. Mùi ngọt trong nước tiểu thường là một đầu mối quan trọng trong việc chẩn đoán bệnh tiểu đường. Khi phát hiện ra hiện tượng này, chứng tỏ mức đường trong máu đã vượt mức kiểm soát. Vì vậy, hãy kiểm tra ngay khi màu sắc nước tiểu không bất thường nhưng bạn ngửi được mùi lạ như mùi ngọt. 3. Nước tiểu có bọt. Có quá nhiều bọt trong nước tiểu cùng cảm giác muốn đi tiểu nhiều lần, chứng tỏ trong nước tiểu bạn tồn tại một lượng protein, đạm niệu. Protein trong nước tiểu chính là dấu hiệu ban đầu của bệnh thận. Vì vậy, bạn cần đi khám bác sĩ để được làm xét nghiệm chẩn đoán bệnh thận kịp thời. Nhìn bằng mắt thường, màu sắc nước tiểu có thể nói lên rất nhiều điều về sức khỏe của bạn. Tuy nhiên, để xác định chính xác vấn đề đang gặp phải, bạn cần làm xét nghiệm phân tích mẫu nước tiểu theo chỉ định của bác sĩ. 4. Nước tiểu có mùi hôi. Nếu nước tiểu có mùi hôi như cá thối, có thể là do bàng quang đang có dấu hiệu nhiễm trùng. Mặc dù mùi nước tiểu có thể thay đổi từ ngày này sang ngày khác, nhưng trong hầu hết các trường hợp, dù màu sắc nước tiểu có thay đổi thì vẫn không có mùi mạnh. Vì vậy, bạn hãy đi khám bệnh khi nước tiểu có mùi bất thường. 5. Tiểu ra máu. Ngoài nhìn thấy máu trong nước tiểu, bạn có thể gặp phải các triệu chứng khác như cơn đau buốt hoặc không. Đây có thể là tình trạng báo động của các loại bệnh như ung thư, nhiễm trùng và sỏi trong đường tiểu. Thay vì có màu sắc nước tiểu chuyển vàng nhạt bình thường, nước tiểu có máu sẽ xuất hiện màu hồng, đỏ, nâu nhạt. Đây là lúc bạn cần phải khẩn cấp đến điều trị tại bệnh viện. Khi nào màu sắc nước tiểu được gọi là bất thường? Nước tiểu bình thường có màu dao động từ vàng nhạt đến vàng sậm. Đó là kết quả của một sắc tố trong nước tiểu gọi là urobilinogen và nó sẽ được pha loãng hoặc cô đặc ở các mức độ nhất định. Nước tiểu có màu bất thường khi có màu đỏ, cam, xanh dương, xanh lá cây hoặc nâu. Các sắc tố và các hợp chất khác có trong một số loại thực phẩm, thuốc sử dụng có thể thay đổi màu nước tiểu của bạn. Củ cải đường, quả mọng, đậu răng ngựa là một trong những thực phẩm có khả năng ảnh hưởng đến màu sắc nhất. Nhiều loại thuốc kê đơn và không kê đơn cho nước tiểu có màu sắc bất thường sẽ được nói rõ ở các phần tiếp theo. Nhiều ảnh hưởng từ thức ăn, đồ uống, thuốc đang dùng có thể khiến nước tiểu của bạn thay đổi một màu sắc khác thường. Một số nguyên nhân chỉ là tạm thời, vô hại. Tuy nhiên, đó có thể là dấu hiệu của một số tình trạng bệnh lý nghiêm trọng cần được tiến hành chẩn đoán cụ thể và điều trị hợp lý. Thận là cơ quan bài tiết nước tiểu của chúng ta. Chính vì thế, nước tiểu sẽ phản ánh một phần nào tình trạng hiện tại của cơ thể. Màu sắc nước tiểu mang lại cho bác sĩ một số thông tin giúp định hướng một số chẩn đoán ban đầu. Nước tiểu bình thường thì có màu vàng nhạt. Màu sắc nước tiểu có thể bị thay đổi trong một số trường hợp từ sinh lý cho đến bệnh lý thật sự. Màu nước tiểu bất thường chỉ đơn giản là do thức ăn hoặc tác dụng phụ của thuốc đang dùng, đôi khi có thể là hậu quả của mất nước nhiều, tổn thương ở hệ tiết niệu. Những yếu tố làm tăng nguy cơ màu nước tiểu bất thường. Nước tiểu đổi màu không phải là kết quả của việc sử dụng thực phẩm hoặc thuốc có thể được gây ra bởi bệnh lý thật sự. Các yếu tố khiến bạn có nguy cơ mắc các bệnh có thể ảnh hưởng đến màu sắc nước tiểu bao gồm: tuổi tác,
Đàn ông trên 50 tuổi thỉnh thoảng có máu trong nước tiểu do phì đại tiền liệt tuyến. Tiền sử gia đình, bị sỏi thận hoặc bệnh thận làm tăng nguy cơ phát triển những vấn đề này. Luyện tập thể lực quá mức. Bất cứ ai tập thể dục cường độ cao có thể bị chảy máu đường tiết niệu. Bạn nên đi khám bác sĩ khi có máu trong nước tiểu của bạn. Nước tiểu có máu thường gặp trong nhiễm trùng đường tiết niệu và sỏi thận. Những vấn đề này thường gây ra đau đớn. Chảy máu không đau có thể báo hiệu một vấn đề nghiêm trọng hơn, chẳng hạn như ung thư. Nước tiểu sẫm màu hoặc màu cam. Nếu nước tiểu của bạn có màu sẫm hoặc màu cam, đặc biệt nếu bạn cũng có phân nhạt màu, da và mắt màu vàng, khi đó gan của bạn có thể có vấn đề. Những chất lợi tiểu từ thiên nhiên. Danh sách được liệt kê dưới đây bao gồm những loại thực phẩm và thảo mộc tự nhiên có khả năng giúp ích cho vấn đề lợi tiểu cũng như hỗ trợ cho quá trình đào thải nước tiểu trong cơ thể. Măng tây, loại thực phẩm có chứa một chất hóa học alkaloid được gọi là asparagine, giúp đẩy mạnh việc loại trừ các chất thải ra khỏi cơ thể một cách hiệu quả thông qua việc cải thiện chức năng hoạt động của thận. Cà chua có lượng vitamin C dồi dào sẽ giúp giải phóng lượng chất lỏng dư thừa trong cơ thể và đẩy mạnh hoạt động trao đổi chất. Các loại dưa. Các loại dưa như dưa hấu, dưa lưới có chứa rất nhiều nước, kali và natri giúp loại thải các chất độc và kích thích quá trình sản sinh nước tiểu. Cà rốt là một nguồn cung cấp chất caroten. Cà rốt sẽ làm tăng hoạt động trao đổi chất và loại bỏ các chất thải cùng những lớp chất béo lắng đọng. Đây là một thực phẩm lợi tiểu. Cà rốt rất tốt cho những người mắc bệnh hút, hỗ trợ việc loại thải axit uric. Sự kết tinh của loại axit này là nguyên nhân gây ra những cơn đau của bệnh hút. Bột yến mạch có chứa silica, một chất lợi tiểu tự nhiên. Rau diếp giúp loại trừ các chất độc ra khỏi cơ thể và làm tăng tỷ lệ trao đổi chất. Lá bồ công anh. Nhờ vào hàm lượng kali và khoáng chất cao mà lá bồ công anh có khả năng hỗ trợ cho quá trình lợi tiểu. Chúng còn giúp giữ lại lượng kali trong cơ thể. Tinh dầu trong tỏi có chức năng tẩy sạch các chất độc. Chúng còn phá vỡ và loại thải được các chất béo. Nước ép Nam Việt Quất. Loại nước ép này giúp duy trì mức pH trong nước tiểu, làm loãng nước tiểu và giúp chúng ta đi tiểu thường xuyên hơn. Chúng còn có ích trong việc cải thiện và duy trì chức năng của thận. Mùi tây sẽ kích thích việc đi tiểu bằng cách loại thải hết các chất độc hại ra khỏi thận. Mặc dù cho thêm mùi tây vào các món ăn sẽ mang lại một số lợi ích đối với sức khỏe, nhưng biện pháp hiệu quả nhất để có được công dụng lợi tiểu tự nhiên của mùi tây chính là chế biến chúng thành trà để uống. Cần tây. Cả phần hạt và phần thân của cây cần tây đều có chứa một lượng kali và natri rất cao. Hai khoáng chất này đều có khả năng kích thích việc sản xuất nước tiểu. Việc loại bỏ lượng chất lỏng dư thừa có thể khiến cho một số vitamin và khoáng chất quan trọng như canxi, kali trong cơ thể cũng bị mất theo, cùng với những chất điện phân khác. Do đó, việc bổ sung thêm các chất dinh dưỡng khác là điều cần thiết nhằm bù đắp cho lượng dưỡng chất đã mất khi sử dụng những chất lợi tiểu khác từ tự nhiên.